Quảng Nam, thầy cúng chữa căn làm cô gái trẻ mang thai. Sáng nay, Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn Đức Liên, sinh năm 1969, chú xã Bình Triều, về tội cưỡng dâm. Theo điều tra, ông Liên tự học đạo năm ông rồi dùng tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép. Ông ta tự nhận chữa căn là bệnh do phụ nữ bị người âm đeo bám nên không có người yêu và chữa cho trẻ em những chứng khó ngủ khóc đêm khi có người đến nhờ chữa bệnh ông liên niệm kinh chú để người âm nhập vào người lên đồng bắt mạch phán bệnh vẽ bùa chú đốt bỏ vào một chai nước cho người bệnh uống vẽ bùa bắt mang theo bên người đối với phụ nữ ông này cũng vẽ bùa đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống sau đó dùng dao lệnh đập lên người làm phép bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người khoảng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 9 năm 2021. Lợi dụng việc chữa căn, ông Liên đã nhiều lần quan hệ với một cô gái 21 tuổi, dẫn đến người này có thai. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Kẻ cắt tóc làm nhục nữ sinh trong tiệm quần áo tại Thanh Hóa phạm tội gì? Hình ảnh một cô gái trẻ khóc lóc quỳ xuống van xin nhưng vẫn bị một người dùng chân đá mạnh vào đầu, lấy kéo cắt tóc nham nhở, khiến cho nhiều người thương cảm. Trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ đang quỳ gối dưới đất, khóc lóc van xin vẫn bị một người phụ nữ đá vào mặt, đầu rồi lấy kéo cắt tóc nạn nhân, khiến cho dư luận bức xúc phẫn nộ. Qua nội dung đoạn clip này thì nữ sinh này được cho là trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng và bị chủ shop phát hiện. Mặc dù không ngừng khóc lóc xin tha và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó, nhưng nữ chủ shop không bỏ qua mà bắt nữ sinh phải bồi thường 15 triệu đồng trong 3 ngày. Đồng thời một số người tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế để chủ xốp cầm kéo đánh vào đầu, cắt tóc và cắt dây áo ngực của nữ sinh này. Sự việc gây phẫn nộ, ngay trong đêm dạng sáng ngày 4 tháng 12, Công an thành phố Thanh Hóa đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đến xốp quần áo trên để tiến hành điều tra làm rõ. Chủ xốp quần áo Mai Hường cũng đã được mời lên cơ quan công an để làm việc, tiến hành lấy lời khai. Cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử lý đối với những người đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trong clip. Diễn biến sự việc qua clip và tin nhắn cho thấy cô gái đã lấy một món đồ trong cửa hàng trị giá 160.000 đồng Pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người. Bởi vậy, nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới 2 triệu đồng thì sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính. Người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình thì chỉ được phép bắt giữ, trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý, không được phép tự xử lý như vậy. Hành vi đánh đập, hành hạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác với bất kỳ lý do gì đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Giật điện thoại bị truy đuổi, thanh niên dùng hung khí tấn công người dân nhằm cướp xe máy tẩu thoát, bị truy đuổi khi cướp điện thoại của một cô gái, đối tượng này đã dùng dao để cướp xe máy nhằm tẩu thoát. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ điều tra vụ một nam thanh niên giật điện thoại, dùng hung khí tấn công cướp xe của người dân, định tẩu thoát khi bị truy đuổi. Theo đó vào chiều ngày mùng 2 tháng 12, chị HTTT 25 tuổi quê Sóc Trăng sử dụng điện thoại iPhone 12 Pro Max mở bản đồ tìm nhà người thân trên đường số 3 thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Bất ngờ nam thanh niên chạy xe Exciter 135 từ phía sau tới, giật điện thoại trên tay chị T rồi bỏ chạy. Bị cướp, chị Tê hô hoán và phóng xe đuổi theo khoảng 500 mét. Lúc này, các thành viên thuộc nhóm phòng chống tội phạm quận Bình Tân đang lưu thông ở khu vực nghe tiếng chi hô nên đã điều khiển xe máy truy đuổi tên cướp. Đến giao lộ giữa đường 1 và đường số 16 quận Bình Tân, do không làm chủ được tốc độ nên đối tượng bị ngã xe, phải bỏ lại phương tiện và chạy bộ tìm đường thoát thân. Nam thanh niên chạy bộ được khoảng 200 mét thì bị người dân ở khu vực hô hoán truy bắt. Thấy người dân đang ngồi trên xe máy ở bên đường, đối tượng lấy dao tấn công định cướp xe tẩu thoát nhưng bất thành. Do đi vào đường cụt, tên cướp đã quăng vũ khí xuống bãi cỏ và bị nhóm phòng chống tội phạm khống chế, đưa về bàn giao cho công an phường Bình Hưng Hòa B để xử lý. Tại đây, nam thanh niên khai tên là H, 19 tuổi, quê ở Bến Tre và thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của người đi đường. Cùng ngày, công an quận Bình Tân tiến hành dựng lại hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nghi phạm chưa được công bố do cơ quan công an tình nghi người này cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn. Công an điều tra vụ nữ sinh trộm váy bị chủ xốp hành hạ. Hàng chục chiến sĩ công an đã vào cuộc điều tra khám xét xốp Mai Hường, nơi nữ sinh bị đánh đập cắt tóc sau khi trộm chiếc váy tại xốp. Theo ghi nhận của phóng viên vào dạng sáng nay mùng 4 tháng 12, công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra, đồng thời tiến hành khám xét xốp quần áo Mai Hường, nơi nữ sinh bị đánh đập cắt tóc. Theo đó, hàng chục cảnh sát đã có mặt tại hiện trường khám xét và tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong xốp. Trong khi có nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi và bày tỏ sự bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường đối với nữ sinh trong clip lan truyền trên mạng. Trước đó vào sáng ngày 3 tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc một nữ sinh trộm chiếc váy ngắn ở một số quần áo có tên là Mai Hường, có địa chỉ trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, bị chủ quán bắt quả tang. Ngay sau khi bị bắt quả tang, nữ sinh đã quỳ xuống khóc lóc xin chủ shop tha thứ, tuy nhiên chủ sốc không đồng ý và còn dọa quay clip đưa lên mạng. Em biết lỗi rồi chị ơi. Nữ sinh liên tục khóc lóc lên tiếng xin tha. Do quá sợ hãi bị quay clip lên mạng nên nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm để che mặt và tiếp tục xin tha. Trong khi đó nhiều người vẫn không tha cho nữ sinh, súng lại kéo mũ bảo hiểm ra bên ngoài. Tại thời điểm xảy ra sự việc, một số người có mặt tại xốp quần áo này còn hỗ trợ chủ quán cầm kéo đánh vào đầu và cắt tóc của nữ sinh này. Toàn bộ đoạn clip cho thấy những người phụ nữ lớn tiếng đe dọa hành hung đồng thời kéo mũ bảo hiểm ra để quay mặt cô gái. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước việc hành xử của chủ shop Mai Hường. Gia đình nữ sinh đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay trong ngày, công an phường Lam Sơn và công an thành phố Thanh Hóa đã vào cuộc điều tra làm rõ. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Thanh Hóa điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Bị kỷ luật, cô giáo dạy văn uống thuốc tự vẫn trước mặt hiệu trưởng trong cuộc họp kỷ luật vào chiều ngày 2 tháng 12, một giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã uống thuốc ngủ ngay trước mặt hiệu trưởng và đồng nghiệp. Sự việc xảy ra vào ngày 2 tháng 12 sau cuộc họp kiểm điểm viên chức vi phạm của trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đối với cô Võ Thị Như Hoa, giáo viên dạy văn tại trường trong thời gian qua. Ngay sau khi cuộc họp vừa kết thúc, cô Võ Thị Như Hoa đã uống thuốc để tự vẫn ngay trước mặt hiệu trưởng và nhiều giáo viên. Ngay lập tức cô Hoa đã được đưa vào bệnh viện quận 7 cấp cứu. Cô Hoa xuất viện trong tối cùng ngày, sau khi nhập viện gần 3 giờ đồng hồ với chẩn đoán ngộ độc thuốc gây ngủ khác chưa xác định. Thông tin ban đầu từ cô Võ Thị Như Hoa trong cuộc họp ngày 2 tháng 12, căn cứ vào thông báo số 322 TB HQV ngày 24 tháng 11 năm 2021 của nhà trường kỷ luật cảnh cáo cô vì trường cho là vi phạm. Việc tổ chức cuộc họp để yêu cầu cô tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định, trước mặt lãnh đạo nhà trường và toàn thể viên chức nhà trường, theo nữ giáo viên mình không nhận được thông báo hay giấy mời về cuộc họp khi biết tin có cuộc họp này cô lập tức đến trường tham dự tại đây cô đề nghị hiệu trưởng cung cấp các văn bản có đóng dấu mộc đỏ giấy tờ của cơ quan chức năng để chứng minh có các vi phạm dẫn đến phải ra quyết định kỷ luật nhưng yêu cầu này không được đáp ứng cảm thấy quá uất ức với quyết định kỷ luật sau khi cuộc họp vừa kết thúc, cô Hòa đã uống thuốc tự vẫn ngay trước mặt hiệu trưởng và nhiều đồng nghiệp. Trao đổi với báo chí, ông Trương Hương Hảo, hiệu trưởng trường trung cơ sở Hoàng Quốc Việt xác nhận có sự việc giáo viên của trường uống thuốc tự vẫn được đưa đi cấp cứu sau khi kết thúc cuộc họp vào chiều ngày 2 tháng 12. Vì hiệu trưởng cho biết cuộc họp kiểm điểm cá nhân nói trên diễn ra hết sức bình thường theo đúng quy trình trước đó trường đã nhiều lần gửi thư mời họp đến địa chỉ nhà theo hồ sơ viên chức của cô hoa đồng thời chụp hình thư mời gửi email cho cô hoa nhưng không nhận được phản hồi nhân viên nhà trường gọi điện liên lạc với hoa nhưng không được vậy nên dù vắng mặt cô hoa trường vẫn tổ chức cuộc họp ông trương hương hảo cho rằng khi bắt đầu cuộc họp thì thấy cô hoa xuất hiện và khẳng định cuộc họp này diễn ra hoàn toàn bình thường đúng quy trình không ai có lời lẽ hay hành động mang tính xúc phạm đến cô giáo Đến cuối buổi họp, cô Hoa lấy thuốc ra uống rất nhanh, nhiều giáo viên thấy nhưng không ngăn cản kịp. Khi đó các thầy cô cũng động viên cô nhà ra, còn nhà trường lập tức gọi xe cấp cứu. Được biết, trường trung học cơ sở Hoàng Quốc Việt đã gửi báo cáo về sự việc lên phòng giáo dục và đào tạo quận 7. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Phá cửa phát hiện hai cha con đã qua đời trong nhà riêng nhiều ngày trước. Tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con qua đời chưa rõ nguyên nhân. Thông tin ban đầu, tối ngày 2 tháng 12, người dân ở thôn Bộ Đầu, xã Thuần Lộc không nhìn thấy ông Đê đi lại quanh xóm như mọi ngày nên đến nhà hỏi thăm. Tuy nhiên khi đến nhà thì thấy cửa khóa. Mọi người phá cửa vào trong thì tá hỏa phát hiện ông Hoàng Đình Đê sinh năm 1958 và con trai là Hoàng Đình Dê sinh năm 2000 đã qua đời từ nhiều ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, thường ngày chỉ có hai cha con ông đê ở nhà, dây là người tàn tật, thường ngày chỉ nằm ở trong nhà. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Khởi tố tạm giam nhiều leader đọc lệnh trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an đã khởi tố bắt tạm giam đối với nhiều leader đọc lệnh trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh vừa bị triệt phá. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bắt tạm giam với 38 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ ở thành phố Hồ Chí Minh về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số những người bị khởi tố có nhiều leader đọc lệnh. Theo điều tra ngày 5 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05, Phòng Cảnh sát hình sự PC02, công an nhiều quận huyện thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ập vào nhiều điểm tiến hành bắt giữ và khám xét. Qua đó công an bắt giữ 59 đối tượng. Tăng vật thu giữ gồm 65 máy tính, 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng, 3 máy POS, 7 ô tô, 4 xe máy, gần 3 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị phương tiện khác liên quan đến vụ án. Tổng tài sản trị giá gần 21 tỷ đồng. Vào chiều ngày 1 tháng 2, công an bắt giữ được Huỳnh Long Bạch sinh năm 1991, Nguyễn Đắc Quý sinh năm 1994 cùng ngụ quận Gò Vấp khi đang lẩn trốn ở quận 7. Công an xác định nhóm đối tượng cầm đầu gồm Bạch Quý, Huỳnh Long Như sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình và Phạm Thị Mai Ngân sinh năm 1985, ngụ quận Phú Nhuận. Bước đầu xác định mô hình đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm đối tượng có lượng tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD tương đương với 87.612 tỷ đồng, chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Lượt chơi và lượng tiền đánh bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Các đối tượng lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm và đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước như đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano ở nước ngoài sau đó nhóm dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo Ethereum hoặc USDT sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên các trang web, tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm, nếu thua thì sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả. Ngoài ra để thu hút người chơi, các đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu như chơi thua để thu hút người tham gia. Vụ lùm xùm vẫn chưa có hồi kết của Khoa Pup và Johnny Đặng vẫn đang để lại những dấu hỏi rất lớn đối với cộng đồng mạng. Ở thời điểm hiện tại, nếu phải chọn ra một trong những chủ đề nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng, thì có lẽ không gì khác, chắc chắn phải là drama lùm xùm gần đây giữa Khoa Pup và Johnny Đặng. Mặc dù câu chuyện hiện tại chưa có hồi kết, thế nhưng chắc chắn ngay từ bây giờ chúng ta có thể nhìn ra được những người đang hưởng lợi và cả các mất mát mà các nhân vật chính phải hứng chịu. Đầu tiên về phía Khoa Pup, có thể nói Khoa Pup đang được hưởng lợi trong câu chuyện lần này. Bẵng đi một thời gian ít được cộng đồng mạng nhắc tới, giờ đây tiếp tục lại một drama giúp tên tuổi của anh chàng YouTuber trở nên nóng hơn bao giờ hết. Nên nhớ rằng ở thời kỳ đỉnh cao, lúc drama đang hot, từ khóa Khoa Pup từng lên đỉnh của top tìm kiếm trên Google, trong khi bản thân kênh YouTube của Khoa Pup cũng tăng tới hàng trăm ngàn follow trong ít ngày. Đó là chưa kể, vì vlog của Khoa Pup cũng lên hẳn top 1 trending trên kênh YouTube nữa. Nói Khoa Pup được khá nhiều sau drama này, quả cũng không sai. Nhưng đáng nói hơn, cái được lớn nhất của Khoa Pup trong sự việc lần này lại chính là thiện cảm từ phía cộng đồng mạng. Sau khi sự việc vỡ lở, rất nhiều ý kiến cho rằng Khoa Pup là người có lý trong vụ việc và cứ nhìn hành động của cộng đồng mạng thì sẽ thấy. Từ việc lập ra vô số các group kêu gọi bảo vệ Khoa Pup cho tới rủ nhau rết một sao cho cửa hàng của Yoni Đặng, tất cả đều chứng minh Khoa Pup đang rất được lòng cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc nổi tiếng trở lại cũng đang khiến anh chàng bị soi về việc nổ quá đà, coi tiền như rác. Điển hình là vụ việc bị tố mua máy bay mùm 115 tỷ mới đây. Về phần Yoni Đặng, không được lòng cộng đồng mạng như khoa Pup, thế nhưng Johnny Đặng cũng đã thành công trong việc đưa tên tuổi của mình trở nên phổ biến hơn với cộng đồng mạng, dù là theo cách nào đi chăng nữa. Cũng nhờ thế mà đồng coi của vị đại gia Kim Hoàn này từ chỗ còn tương đối vô danh, nhưng nay lại được nhiều người biết tới hơn bao giờ hết. Tất cả cũng nhờ lùm xùm, drama với khoa púp. Và mặc dù chàng youtuber đã xóa mọi dấu vết của Johnny Đặng trên kênh youtube cũng như trang cá nhân, nhưng đó vẫn là quá đủ để phổ cập tên tuổi của vị đại gia tới cộng đồng mạng. Tuy nhiên điều này cũng phải đánh đổi bằng chính những phản ứng tiêu cực từ phía cộng đồng mạng. Bản thân Johnny Đặng cũng đã phải né đòn bằng cách hạn chế tính năng bình luận trên cả fanpage cá nhân lẫn cửa hàng của mình. Đó là chưa kể, đồng coin GBZ của Johnny Đặng cũng đang mất giá thảm hại, tụt tới 90% so với thời kỳ còn ở trên đỉnh giai đoạn cuối tháng 9. Cả Johnny Đặng và Khoa Pup đều có được và mất sau drama này, nhưng thiệt thòi nhất thì có lẽ không ai khác chính là những người đã đầu tư vào GBZ coin của Johnny Đặng. Vì như đã đề cập ở trên, kể từ khi cặp đôi này xảy ra mâu thuẫn, giá của GBZ đã rơi tự do và chắc chắn chẳng nhà đầu tư nào mong muốn chứng kiến điều này. Sự dịch chuyển về chỉ số này liệu có thể hiện ai là người chiến thắng trong vụ đấu khẩu trên mạng này. Vụ ồn ào giữa khoa pup Johnny Đặng Vương Phạm vẫn đang tiếp tục phục vụ hội hóng hớt hit drama. Trong diễn biến mới nhất vào trưa ngày 3 tháng 12, Vương Phạm đã làm video giải thích mọi chuyện, khẳng định Khoa púp nói đúng, tuyên bố rằng đây là lần đầu tiên và lần duy nhất nói về chuyện này. Tuy nhiên, netizen chẳng mấy quan tâm tới chuyện đã kết thúc hay chưa mà vẫn đang tập trung thắc mắc mối quan hệ của bộ ba. Họ cho rằng cả ba xuất hiện cạnh nhau với mục đích dựa hơi, kéo phêm, nên bây giờ có tố nhau qua lại cũng không có gì lạ. Vậy phêm của bộ ba giàu có này lớn cỡ nào mà lại bị nghi như vậy? Đầu tiên phải kể đến Khoa Pup, hot youtuber nổi tiếng vì độ chịu chi và chịu chơi. Hiện tại anh chàng sở hữu 4,18 triệu lượt shop và hơn 913 triệu lượt xem. Tính đến ngày 3 tháng 12, những con số này đồng nghĩa với việc bất kỳ ai xuất hiện trên kênh của Khoa cũng có thể nhanh chóng nổi tiếng. Thời gian gần đây, nhất là từ sau vụ tố người bạn mới quen lừa đảo, uy hiếp tính mạng, lượt theo dõi trên kênh của Khoa Pup cũng tăng đột biến. Thông tin từ Social Blade, chỉ trong vòng 5 ngày, từ 29 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, khoa có thêm 240.000 người theo dõi. Trước đó, sáng ngày 1 tháng 12, khi nam vlogger đăng video clip dài hơn một tiếng, kể tận tình đầu đuôi sự việc bị lửa ra sao, đe dọa tính mạng như thế nào và gửi lời cầu cứu từ đất Mỹ, từ khóa khoa, khoa pop cũng chạm đỉnh tìm kiếm trên Google Trending tại Việt Nam. Tương tự, số lượng người theo dõi của Vương Phạm cũng tăng đáng kể trong năm 2021, nhất là sau khi xuất hiện trên kênh của Khoa Pop. Cụ thể vào tháng 6 năm 2021, thời điểm Vương được Khoa Lăng Xê nhiệt tình, số người thường theo dõi Vương Phạm tăng vọt lên 217.000 người. Từ đó đến nay, số người theo dõi kênh của triệu phú đô la vẫn tăng đều đặn. Trong vụ ồn ào giữa Khoa Pop và Johnny Đặng, Vương Phạm được ké rất nhiều sự nổi tiếng. Trong 3 ngày, mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12, Vương có thêm 225.000 lượt đăng ký kênh, theo thống kê từ Sosico Blade. Đặc biệt trong ngày mùng 3 tháng 12, khi triệu phú đô la lên tiếng về anh đá bảo, thì đã có thêm 149.000 lượt theo dõi. Về Johnny Đặng, thông tin trên YouTube, kênh riêng của Johnny Đặng chỉ mới thành lập vào tháng 6 năm 2021, chính là thời điểm mới gặp gỡ khoa pop. Đến hiện tại, tỷ phú Kim Cương có 325.000 người đăng ký kênh và tổng cộng 20,5 triệu lượt xem. Đáng chú ý là biến động lượng sắp của kênh Johnny Đặng cũng tương ứng với những lần đi chơi cùng với Khoa púp Cụ thể là vào tháng 9, sau chuyến đi New York với Khoa Búp, Johnny Đặng có thêm 130.000 người đăng ký. Tuy nhiên, sau vụ ồn ào gần đây, lượng người theo dõi Johnny lại giảm đáng kể. Theo thống kê từ Sosico Blade, chỉ trong vòng 4 ngày, 30 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, Johnny Đặng đã mất đi 53.000 người đăng ký. Hiện drama giữa Khoa Búp và Johnny Đặng vẫn là chủ đề chiếm sóng nhất trên mạng xã hội. Các diễn biến liên tục xuất hiện khiến netizen chẳng dám rời tay khỏi chiếc điện thoại, kẻo lại trở thành người tối cổ. Xuyên suốt đại hội bóc phốt này, có nhiều thông tin, tình tiết cũng như khái niệm dân mạng vẫn còn đang phải tiêu hóa dần dần, do chưa thể hiểu hết ngay được. Tuy nhiên, có một kết luận phần đông mọi người đều gật gù công nhận đó là khoa bấp dầu thật chứ không phải đùa. Thậm chí chính Vương Phạm, triệu phú người Việt trên đất Mỹ còn tiết lộ, khoa giống như thần tài vậy, đi tới đâu là thịnh vượng, đi tới đâu là tiền bạc nhiều tới đó liên quan đến vấn đề này, nhiều người phát hiện ra theo nhân tướng học, quả thực khoa pup sở hữu rất nhiều đặc điểm thể hiện quý tướng phúc tướng. Điều này từng được khẳng định trong một video cũ của nam youtuber. Cần nói thêm một chút là ở đây nhân tướng học không phải là một bộ môn khoa học thần bí mà là khoa học nhận dạng trên cơ sở nhân trắc học. Hiểu nôm na, nhân tướng học là phương pháp quan sát con người từ đó tìm hiểu tính cách và suy đoán về số phận. Cụ thể một người lạ có khả năng phán đoán vận mệnh bằng nhân tướng học lần đầu gặp khoa pup đã nói như sau. Trong tướng học có 5 loại khuôn mặt con người, bao gồm mặt vuông chữ điền, mặt trái xoan, mặt tròn, mặt hình chữ viên. Khuôn mặt của Khoa Pup là mặt dài, điều này cho thấy anh nằm trong tướng phú quý. Ánh mắt và lông mày của Khoa Pup thể hiện tướng hiền đức. Người như Khoa Pup là người thần thái tĩnh, ánh mắt không bị loạn, tâm thiện. Do ánh mắt mang tính thiện nên Khoa Pup sẽ không thể làm điều ác được, vì gian dối, tà chính thiện ác sẽ lộ hết qua ánh mắt. Từ răng môi và nụ cười, Khoa Búp được cho rằng là người thông minh, khôn khéo và có học thức. Lưng Khoa Búp dày và đầy, người đàn ông có lưng dày căng như cánh phạn lớn, bụng to eo tròn, dáng ngồi vững như hòn núi, nhìn xa như một tảng đá, thì cuộc đời không bao giờ phải lo nghèo khổ cơ hàn do nằm trong tướng phú quý và mệnh hoàng kim. Tài của Khoa Búp rất dày và chứng minh Khoa Búp sinh ra trong một gia đình có sự giáo dục, xuất thân gia đình khá giả, sướng từ trong trứng sướng ra. Tâm sinh tướng, tướng tùy tâm sinh. Vì khoa púp là người tâm tính tốt nên hình thể của khoa púp hơn người, tướng của khoa púp là tướng có được vợ đẹp con khôn, sinh con trai đầu lòng có cả nam và nữ. Về cơ bản, ngoại hình của một người sẽ phụ thuộc vào tâm hồn suy nghĩ bên trong, vì vậy thông qua vẻ bề ngoài ta có thể nhận thấy phúc khí của một người, tuy nhiên không chính xác 100% và luôn có ngoại lệ, nhưng đây cũng là thông tin thú vị, đúng không quý vị? Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi khác quý vị cũng đừng quên viết ra những ý kiến bình luận của mình ở phía dưới mỗi video cùng với chúng tôi